Trời ơi, động trời các bạn ơi, Mỹ Diệu sẽ xuất hiện ở trong game. Mỹ Diệu sẽ đáp đất đảo KA các bạn ạ. Và hòn đảo KA của chúng ta sắp tới sẽ bị nổ tung, sẽ bị gọi là như là lún sâu nữa các bạn. Thì các bạn thấy cái tấm ảnh mới của admin đăng lên chưa? Thì có một cái hòn thiên thạch các bạn. Thì cái hòn thiên thạch này nó sẽ đáp xuống hòn đảo KA của chúng ta. Và các bạn dự đoán rằng sắp tới sẽ sập game, sắp tới game sẽ đóng cửa, sắp tới là hòn đảo KA sẽ sụp đổ nữa các bạn ạ. Nhưng mà các bạn không biết thuyết âm mưu của game là muốn đưa Mỹ Diệu tới game các bạn. Nhìn một cái là tôi biết bạn Mỹ Diệu này là chuẩn bị xâm chiếm trong game đó mọi người à. U là trời, tôi buồn quá mấy bạn ơi, thực sự là mình buồn quá các bạn ơi. Ngày hôm nay là mình có tới 3 tin luôn, có 2 tin buồn. Ở đâu, 1 tin buồn và 2 tin vui. Thì các bạn muốn nghe cái tin nào trước? Thôi thì các bạn nghe tin buồn đi, tí nữa vui sau thì các bạn sẽ không còn buồn nữa ha. Thì cái tin buồn đầu tiên đó là liên quan tới mình, đó là cái điện thoại của mình nó bị hư rồi các bạn ạ. Cái điện thoại mà lúc trước mình có kể với các bạn á, là mình xài một thời gian bỗng dưng nó bị đột tử và nó chết, sau đó mình sửa lại được á, thì bây giờ nó lại bị hư nữa các bạn. Nó không bắt được wifi, nó cũng không xài được 4G, cũng không xài được sim luôn. Nói chung bây giờ là nó trở nên một cái phế vật rồi. Cho nên là ngày hôm nay là tôi phải dùng cái điện thoại cùi bắp nhất để tôi quay clip này. Thế nên là clip này nó có một tí giật lắc hay là nó có cái gì đó nó không hài lòng các bạn, thì các bạn thông cảm giúp ông Thịnh của mình nha. Thực sự là ông Thịnh rất là khó khăn luôn các bạn ha. Và các bạn nếu như muốn giúp mình thì các bạn đừng quên qua ủng hộ kênh Thịnh Rốc Lóc nữa các bạn. Ủng hộ cho mình để sắp tới nếu như mình có kinh phí thì mình sẽ sắm cái điện thoại mới thôi. Chứ thật sự là cái điện thoại đó của mình là mình đã sản xuất hơn 1000 cái clip rồi các bạn ha. Bây giờ là mình nghĩ là chắc cũng đến cái độ tuổi là nó ngộ ra nó nghỉ ngơi đó mọi người, nó không xài nổi nữa rồi. Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ đến cái tin vui. Cái tin vui đầu tiên mà tôi muốn chỉ cho mấy bạn á, đó chính là cuộc đổ bộ của cuộc đổ bộ của xe hoa hồng tình yêu đến Plaza và Downtown sáng hôm nay xin chính thức được phép bắt đầu. Wow, các bạn đến ngay khu trung tâm cho mình. Đó, các bạn thấy không? Lắc lắc thấy chưa? Trời ơi, các bạn thông cảm cho mình nhé. Thì các bạn đến ngay cái khu trung tâm cho mình, sau đó các bạn sẽ lên phía trên này. Thì các bạn sẽ thấy được là ngày 28 là cái ngày mà chúng ta sẽ nhận được chiếc xe này. Và hôm nay thì các bạn cũng biết đi. Trời ơi, nó lắc quá, đi không được. Đi tới đâu á thì mình cũng thấy cái xe này hết các bạn ạ. Bây giờ nó trở nên giống như là một cái trend mới đó mọi người. Một cái trend xe đạp mới hay gì á. Rồi lên đây luôn coi. Trời ơi các bạn thấy không, bình thường mình đi rất là mượt mà luôn, hôm nay nó lắc quá là tôi phải đi từ từ, mắc công nó té nữa các bạn ơi, khổ lắm các bạn ạ. Rồi yeah, như vậy là ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta sẽ nhận được cái chiếc xe đạp vỏ hoa tình yêu đó. Mình sẽ chụp lại cái màn hình nha. Rồi ok, các bạn thấy đẹp không, xe đạp vỏ hoa trái tim quay đều quay quèo quay 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 nữa. Rồi là không có liên hoan cái đâu, mình sẽ cho các bạn xem cái tốc độ của chiếc xe mới này là 3.5 nha các bạn. Và cái chiếc xe này đặc biệt nhất của nó ấy, rồi là nó có thể chở được người nha các bạn, nó có thể chở được bạn bè nha, chở được rất là nhiều người luôn. Điển hình là hai người thôi nha các bạn, điển hình là hai người thôi nha. Và phía sau của chiếc xe này á, là nó có một cái chùm bong bóng hình trái tim. Và phía trước thì nó sẽ có một cái vỏ. Trong cái vỏ này thì sẽ có vài cái bông hoa hồng để dành tặng cho những bạn nào may mắn mà ngồi lên chiếc xe của mình nha. Đó, các bạn thấy cái chiếc xe này nó như thế nào thì các bạn cho mình cái ý kiến để mình biết nha. Rồi, còn một cái tin vui nữa. Cái tin này mình nghĩ là sau khi các bạn nghe xong thì chắc chắn là các bạn bấm like đi cái đã. Các bạn bấm nút like đi rồi mình đã nói, bấm đi. Rồi, bấm xuống, kéo xuống, đó, rồi bấm vô, ok xong chưa? Rồi, bấm vô nha. Đấy, thì cái tin vui thứ hai đó chính là cuộc đổ bộ của Mỹ Diệu các bạn ha. Vâng, các bạn không nghe nhầm mình nói đâu, đó chính là Mỹ Diệu các bạn. Các bạn biết Mỹ Diệu đài không? Mấy ngày hôm nay các bạn xem thời sự, các bạn xem TV, các bạn xem top, các bạn xem YouTube, các bạn xem quát, các bạn xem video short kiểu. Thì các bạn xem, các bạn thấy là cái bạn Mỹ Diệu á, các bạn nó như thế nào các bạn ạ? Các bạn đó là một cái bạn gọi là dễ dãi hay là bạn nó chảy dãi các bạn? Các bạn đó là ngồi xể xài luôn. Cái bạn đó mình phải nói thiệt sự là cái bạn Mỹ Diệu là cái bạn rất chi là béo luôn mọi người ạ. Mình thấy cái bạn này có tới mấy nấng mỡ lần. Thì hôm nay bỗng dưng là mình thấy cái cuộc đổ bộ của chị Mỹ Diệu vào trong cái server của chúng ta. Trời ơi lắc lắm mấy bạn ơi, lắc lắm. Thật sự là cái máy của ông Thịnh nó không thể chịu nổi luôn mà. Các bạn đừng có tập trung nữa. Mấy bữa thì không sao chứ bữa nay là Thịnh xài máy cùi, mình mới hiểu được cái cảm giác của mọi người như thế nào. Mỗi khi mà server nó đông các bạn nó lắc chịu không nổi luôn mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn qua cái chỗ mà xuất hiện cái chị Mỹ Diệu nha. Thì nôm na là như thế này, sắp tới chúng ta sẽ đón chờ một cái phiên bản cập nhật mới. Mà cái phiên bản cập nhật lần này thì nó sẽ hoàn toàn khác
cả các cái phiên bản cập nhật năm trước. Có nghĩa là lần này chúng ta sẽ có thêm một cái loại nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ đợt này thì nó phải là mới mẻ hơn, không còn như là bắt bỏ, cũng chả còn đi câu cá và cũng chả còn các cái nhiệm vụ cày xu nữa, mà đợt này là chúng ta sẽ đi thu thập nguyên liệu nha các bạn. Và các bạn để ý cho mình nha, các bạn thấy cái chỗ này là cái gì không? Là cái tiệm của cái anh bán cá nha. Thì cái tiệm của anh bán cá này sắp tới là cái anh này ảnh sẽ bán lại cho cái anh kia. Anh kia tên là anh thợ rèn, và anh thợ rèn sẽ mở cái tiệm chỗ này, và chúng ta sẽ đi gọi đi chặt củi nè, đi chặt đá nè, đi tìm mỹ diệu nè. Chúng ta sẽ tới cái tiệm thợ rèn này và chúng ta sẽ dùng nguyên liệu để chúng ta đổi phần thưởng. Đó, đó là cái tin gọi là vui thứ hai. Mà để chính xác, biết chính xác hơn thì để mình kiểm tra xem thử là cái tin thứ hai này nó có ở trên này chưa cái đã. Tại vì là hôm nay mình nghĩ nha, hôm nay là kẻ sẽ có cái thông tin chính thức về cái phiên bản cập nhật. Cập nhật ngày nào? Cập nhật ngày thứ năm thì phải các bạn ha. Mình nghe các bạn bảo thứ năm, tôi nghe các bạn nói sao tôi nói vậy nha, tôi không có bóc phét nha. Các bạn bảo thứ năm cập nhật, nhưng mà thật sự là sắp cập nhật thôi chứ mình cũng không biết chính xác là ngày nào nha các bạn ha. À, rồi để mình mở hết cái hộp phần thưởng đây rồi mình mới nói chuyện tiếp các bạn nha. À, mà sẵn tiện sắp cập nhật thì mình sẽ làm một cái event tặng thổ vàng, chứ mình đặt thổ vàng mà mình đâu có xài đâu các bạn. Mình đặt thổ vàng mà mình đâu có xài đâu, mình để làm event. Nên là các bạn qua kênh Thịnh Roblox, các bạn xem clip like đều các thứ nha, để mà tôi làm event là các bạn đừng có bỏ lỡ đấy các bạn. Rồi mọi người, mình sẽ nhận hết phần thưởng đi. Rồi mọi người cũng thông cảm cho mình cái vấn đề là video của mình hơi lắc nha các bạn. Mình cũng cảm thấy như vậy luôn, mình cũng không biết nói sao, mình cũng không biết làm sao qua cái khúc này được các bạn ạ. Đây là cái khúc gọi là thời điểm khó khăn của mình, nó lắc quá chị mình chịu không có lỗi các bạn, chịu không có lỗi luôn mà nó lắc lắm luôn á. Thật sự mà để mà nói đối với một cái người mà gọi là chuyên gia đi cày các nhiệm vụ như tôi á, thì tôi nhìn vào tấm hình này là tôi biết là phải làm gì rồi. Thì các bạn thấy có hai nhân vật, một cái nhân vật á là phải nhặt một cái cành cây, còn một cái nhân vật á là đang cầm một cái dụng cụ mới. Mà nếu như nói về cái dụng cụ này thì mình nghĩ sắp tới thì các bạn cũng sẽ có một cái dụng cụ mới luôn, đó chính là một cái cây rìu. Cây này là cây rìu chặt đá nha các bạn. Cây rìu này là rìu để mà đi mà các bạn mổ đá nha mọi người. Thì các bạn sẽ nhặt nguyên liệu là như là cành cây nè. Và các bạn để ý kỹ, ở trong cái map này nó xuất hiện rất là nhiều cái tảng đá khác không, và các bạn biết cái map này ở đâu rồi chứ gì. Thì cái map này là nó cũng nằm ở trong campin luôn đó, nó nằm ở trong campin luôn. Và các bạn sẽ đi mổ những cái tảng đá này ra, các bạn chẻ những cái tảng đá. Ở trong các cái tảng đá này thì nó sẽ có các cái nguyên liệu ruby, cái nguyên liệu thạch, thạch quý hiếm khác nhau. Thì khi mà các bạn có đầy đủ tất cả các cái nguyên liệu rồi á, nhưng mà nếu như nói gọi là đi cày đi làm như thế này thì sắp tới mình đố các bạn luôn, thì cái gì nó sẽ trở nên hiếm các bạn? Cành cây hiếm hay là nguyên liệu hiếm các bạn nhỉ? Và khó khăn một cái là các bạn phải đi chặt đá, các bạn phải đi tìm nguyên liệu cũng khá là cực đấy mọi người ha. Mình nghĩ là cái rìu này thì nó sẽ miễn phí cho các bạn, để các bạn làm dùng nó để các bạn đi chặt mấy cái này luôn đó. Và sau khi các bạn có đầy đủ nguyên liệu rồi thì chúng ta sẽ đến một nơi, một nơi này rất là quan trọng luôn đó nha. Các bạn đã đoán ra được là ở trong cái phiên bản cập nhật sắp tới á, là chúng ta sẽ làm được những cái gì không các bạn ha? Mình có nhìn sơ qua trong cái phòng này, phòng của thợ rèn nha các bạn. Thì cái phòng này là sát bên luôn cái chỗ mà cái vòng xoay đó các bạn. Thì cái chỗ này là cái vị trí của cái tiệm câu cá luôn á. Nhưng mà cái tiệm câu cá, cái tiệm đó thì mình không biết là bây giờ nó đi đâu rồi các bạn. Mình không biết là sẽ bị dời đi đâu nữa mọi người à. Và ở trong cái tiệm này thì mình nhìn thì đồ đạc của ông này á, thực sự là mình đang rất là tò mò các bạn à. Tại vì các bạn nên hiểu một điều rằng ngay cái vị trí này hình như là cái chỗ bán cần câu các thứ phải không? Còn nếu như sắp tới mà cái tiệm câu nó không còn mà nó lại xuất hiện cái tiệm này thì có lẽ nào là chúng ta sẽ có cái chức năng là nâng cấp cần câu không các bạn? Cái này mình đoán thôi nha, mình đoán thôi chứ không biết là mình có chính xác hay không nữa. Tại vì bây giờ nếu như mà gọi là lấy nguyên liệu rồi đi rèn thì rèn cái gì các bạn? Chẳng lẽ rèn ra đồ, rèn trang phục, mấy cái đó thì mình thấy game đâu có cần đâu các bạn. Tại vì game bây giờ họ ta bán còn gói không à. Nhưng nếu như mà nó ra thêm cái tính năng đó như là chúng ta cần nguyên liệu để chúng ta nâng cấp cần câu lên, nâng cấp chỉ số cần câu, hay là cần nguyên liệu để mà tạo ra một cái phương tiện, một cái gì đó công cụ mới để mà chúng ta đi câu cá, tại vì game này game câu cá mà, hay là công cụ mới đi bắt bọ, hay là công cụ mới để làm cái gì đó đó. Rèn mà các bạn, rèn này phải rèn công cụ đúng không đó, nâng cấp chỉ số của cần câu lên đấy, vậy kiểu đại loại như vậy các bạn. Mà lỡ đó mình nói xạo xạo vậy mà đúng thiệt là nó mới hay các bạn. Chắc cũng tầm chiều nay á là sẽ có thông tin chính thức, hoặc là chiều mai thì sẽ có thông tin chính thức về phiên bản cập nhật. Mình cũng hy vọng là những cái dự đoán của mình sẽ đúng, là sẽ có cái tính năng nâng cấp cái gì đó lên, chứ không phải là đi chế tạo nguyên liệu để mà lấy đồ lấy trang phục. Mấy cái đó thì mình nghĩ các bạn không có thích đâu, tại vì là đồ trang phục lúc nào chả có các bạn, ngày nào chả bán mọi người. Cái gì nó mới mẻ một tí đi, để mà hôm đó thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn đi làm đúng không? Wow, mình rất là hứng thú cho phiên bản cập nhật này luôn. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để mình cập nhật thông tin sớm nhất cho mọi người xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.